Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh VN Stockman. Hôm nay thì mình có xíu thời gian, mình tranh thủ mình nói một chút về cái kỹ thuật mà đọc cái đồ thị ha. Mình thì mình nói đúng hơn là cái cảm nhận đồ thị, xem thử là đồ thị của một cổ phiếu, cái diễn biến của nó thực sự nó có tốt hay không để mình ra một quyết định mua bán ha. Thì do mình cũng không có nhiều thời gian cho nên là mình trong cái chuỗi series mà mình nói về các cái kỹ thuật cơ bản để mình mua bán cổ phiếu, thì mình tranh thủ cái chủ đề nào thì mình tranh thủ mình làm một xíu ha. Sau này có thời gian thì mình sẽ cover lại để mình làm cho một cái bộ sưu tập nó rõ ràng hơn ha. Tuy nhiên cái chủ đề này thì mình thấy nó cũng khá quan trọng, cho nên là trước mắt mình cứ làm trước một clip này cả để mình giới thiệu cho các bạn, đặc biệt là các bạn mới tham gia vào thị trường hoặc là những bạn mà chưa rành về cái phân tích kỹ thuật. Mình không có, tại vì cái chuyên đề về phân tích kỹ thuật nó rất là nhiều thứ. Nó có gồm cái MA Ichimoku này, các đường MA này, giá khối lượng này nọ, nói chung là có rất nhiều cái trường phái kỹ thuật, cũng như là có rất nhiều cái hệ tư tưởng trên cái việc mà quyết định mua hay bán ha. Với nhà đầu tư cá nhân thì như thế nào, nhà đầu tư tổ chức thì ra làm sao, nhà đầu tư nước ngoài nữa, rồi cái cổ phiếu là cổ phiếu thuần về cơ bản hay là cái cổ phiếu mà nó diễn biến, nó bám sát vào cái chỉ số của thị trường, hay là những cái cổ phiếu mà nó có những cái động thái bất ngờ, nó mang theo tính chất game này nọ ha. Nó có nhiều thứ thì mình cũng không đủ kiến thức, với lại là mình cũng không đủ kinh nghiệm để mình cover hết cái chuyện này. Tuy nhiên là mình ở đây mình giới thiệu những cái kỹ năng mà mình hay dùng ha, để cho các bạn, đặc biệt là các bạn mới, các bạn hình dung là mình dùng như thế nào và cái cách mà mình mua bán cổ phiếu ra làm sao ha. Nếu như các bạn có tham gia cái nhóm Zalo thì thấy vừa rồi là cái kết quả đầu tư của mình cũng khá, từ đầu đó từ tháng 3 tới giờ hòm chắc cũng gần kiếm cũng gần 1 tỷ, trên tổng vốn của mình là cũng khoảng là tầm 4 tỷ, nói chung là cũng khá. Thì toàn bộ quá trình mua bán này nọ thì mình cũng chia sẻ hết ở trên nhóm Zalo ha. Đợt vừa rồi thì mình tập trung CTG, HBG, FPT, VN Direct này nọ, những cũng cái mã cơ bản đó thôi. Cái tiêu chí của mình thì đầu tiên mình chọn cái cổ phiếu cơ bản, sau đó là mình chọn cái điểm mua về mặt kỹ thuật. Thì thường mình cũng quanh nghi quẩn lại là những cái con trọng điểm trong cái nhóm VN30 thôi, và chủ yếu là mình đi theo sóng của nó. Tại vì cái tư tưởng cốt yếu của mình là mình chỉ mua hàng tốt, và nếu như trong cái hàng tốt đó nó có cái tín hiệu mua tốt thì mình mới mua ha. Thì mình thường hay chơi theo cái quan niệm đó. Mình tuyệt đối là không tham gia những cái cổ phiếu mà nó không có một cái động thái rõ ràng, nó không có một cái kết quả kinh doanh tốt thì mình hầu như là mình hạn chế, mình không tham gia ha. Cái này là cái tư tưởng xuyên suốt từ xưa đến giờ, từ lúc mình làm clip đến từ kênh YouTube đến giờ ha. Và cái nó càng ngày nó càng rõ nét, nó định hình rõ hơn là trong cái chiến lược mua bán của mình trong thời gian gần đây ha. Thì hôm nay mình sẽ lấy cái màn hình minh họa về cái cổ phiếu CTG để mình nói về cái chủ đề là nhìn cái đồ thị của cổ phiếu như thế nào. Nhân tiện thì mình cũng giới thiệu các bạn luôn là cái việc sử dụng trên cái phần mềm FN này. Thì ở đây là trên cái màn hình FN. Thì thường là trong hàng ngày mình giao dịch thì mình cũng hay mở những cái màn hình như thế này. Thì các bạn lưu ý rằng hàng ngày thì mình sẽ quan sát là cái diễn biến của giá và khối lượng ở đây ha, cái khớp lệnh ở đây. Mình thì mình rất hay quan tâm ở những cái diễn biến giá như thế này, bởi vì với những cái diễn biến giá như thế này, nó từng stick lệnh này nó cho phép là mình thấy được rằng là cái lệnh mua nhiều hay lệnh bán nhiều, lệnh mua bán có khối lượng cao nhiều hay là khối lượng lượng thấp nhiều ha. Những cái này là nó cực kỳ quan trọng. Thì mình hay trong các clip cũ thì các bạn thường hay để ý thấy là mình ở đây, để mình chụp cái màn hình này lại ha. Thì các bạn thấy rằng là ngày đợt trước ấy, là mình hay nói với các bạn là cái chỉ số mua chủ động này và bán chủ động ở đây ha. Cái này nó rất là quan trọng. Nếu mua chủ động mà nhiều hơn so với bán chủ động thì có nghĩa rằng cổ phiếu này nó đang có sức hút mạnh, thì người ta mới mua chủ động mạnh ha. Và đặc biệt là cái vùng giá, nó mua chủ động ở cái vùng giá cao càng nhiều là càng tốt. Các bạn nên lưu ý cái chuyện đó. Và trong phiên nếu mình có thời gian thì mình thường hay canh những cái lệnh mua lệnh bán này nè, xem thử là cái khối lượng nó nhiều hơn hay là ít ít hơn. Các bạn xem đây.
Nếu như những cái lệnh bán, lệnh mua một cái khối lượng nó cực lớn như thế này so với cái lệnh bán ra, như vậy rằng rõ ràng là cái cổ phiếu này đang đang rất là hút hàng, cho nên là mình sẽ là mạnh dạn mình mua thêm ha. Rồi các bạn thấy là có những cái vùng giá lớn ở đây ha, vùng giá xanh ở đây nó cũng khá mạnh, và tương ứng đó đi kèm, các bạn sẽ lưu ý thêm một chút nữa ha. Và nước ngoài mua, nước ngoài bán, thực ra hôm nay cũng khá may mắn là CTG vừa rồi là nước ngoài đã bắt đầu mua trở lại, còn giai đoạn trước đây là nó bán ròng rã, nó bán gần 2-3 tháng nay ha, nó bán khá nhiều, hôm nay nó mua lại với cái tỷ trọng khoảng 50 mấy tỷ á, trên lệch mua bán khoảng 50 mấy tỷ là cái tín hiệu nó thực sự là rất mạnh. Với CTG mình đánh giá trong 3 phiên gần đây, một phiên đầu tiên là phiên Brit, sau đó có phiên điều chỉnh nhẹ và một phiên hôm nay nữa, thì mình đánh giá rằng STG có đủ cái động lực, hiện nay cũng tương đối mạnh ha. Mình tạm thời mình kết thúc cái màn hình ở đây, thì để xíu nữa thì chúng ta sẽ nói thêm ở trên này. Trên cái này mình còn một cái tab nữa ha, các bạn lưu ý trên này là cái các bạn nhìn là ở cái vùng xanh này, cái vùng 43.6 này, những cái cây này khối lượng nó rất là lớn, cái vùng giá xanh mà cái khối lượng nó lớn nhiều á, thì có nghĩa nếu các bạn mà tính trung bình giá ra thì rõ ràng là cái giá xanh nó vẫn lớn hơn giá đỏ, có nghĩa là trung bình ở cái mức giá cao hơn so với giá mở cửa nó nhiều hơn, nó càng cao thì cái này là càng tốt ha. CTG nó cũng phiên vừa rồi thì nó mạnh cũng tương đối, mặc dù là không phải mạnh nhất trên sàn, tuy nhiên là cái tín hiệu này hoàn toàn rất là ổn ha, cái tín hiệu về cung cầu ở đây nè. Thì các bạn biết rằng là CTG nó là một trong những cổ phiếu gần như là cơ bản tốt nhất trên sàn hiện nay về trong cái lĩnh vực tài chính ngân hàng. Thì đặc biệt nói chung là chúng ta quan tâm nhiều đến cái kết quả lợi nhuận quý 1, thì cái tốc độ tăng trưởng của CTG nó thực sự là khá ấn tượng. Đồng thời nó là cái đơn vị thứ hai, đứng thứ hai về lợi nhuận trong quý 1 trong cái ngành ngân hàng, chỉ có mỗi sau thằng VCB thôi. Nhưng mà VCB thì so với cái tức là về giá trị tuyệt đối thì hơn, nhưng mà tốc độ lợi nhuận thì của quý 1 năm ngoái và so với quý 1 năm nay thì rõ ràng là không ăn thua so với CTG. Cho nên là CTG hiện nay mình đang nắm giữ khá lớn, và mình cũng lấy luôn cái ví dụ này để mình nhắc nhở ha, hoặc là mình trao đổi với các bạn trong nhóm để các bạn có lòng tin về cái cổ phiếu này ha. Chúng ta sẽ quan tâm một xíu nè, mình sẽ chụp cái hình này lại để mình ghi chú cho nó rõ ràng hơn ở đây cho các bạn theo dõi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến cái chuyện cụ thể. Các bạn hãy lưu ý với mình ở đây, thì các bạn có cái cây này và hôm bữa các bạn lưu ý mình có nói là nếu như các bạn theo dõi trên kênh của mình thì hôm bữa là có cái ngay tại cái cây khối lượng thấp nhất này mình có nói các bạn là nó đang nghẽn khối lượng rồi, cho nên là hãy bình tĩnh quan sát, mặc dù là cái thời điểm đó là giá nó tạo đáy như ngắn hạn ở trong này, tuy nhiên là cái khối lượng nó cực kỳ nhỏ đây, cho nên mình nói rằng là nó cái chuyện này là không nhiều người không sẵn sàng bán hàng ra, người ta vẫn đang giữ hàng, và cái việc điều chỉnh test sau một giai đoạn tăng thì nếu như các bạn đọc ở lý thuyết của Mark Manovini thì nó chính là cái cú điều chỉnh, cái cú retest, test lại xem thử là cái mức giá này nó có ok không. Nhưng mà khi nó hạ xuống thì gần như là mọi người không có bán ra cổ phiếu, thì cái phần này là cái test nó đã xác nhận rằng cái đà tăng của CTG nó đang có, và hiện nay rất rất là ổn, là hiện nay có hai cái đỉnh cũng khá tương đồng ở đây, và đặc biệt là cái khối lượng nó đang tăng dần đều rồi, với khối lượng cực kỳ lớn, các bạn nhìn là nó cao hơn hẳn so với trung bình phía trước, nó đâu đó nó tăng khoảng mấy chục phần trăm ha, nếu mình tính sơ bộ thì cái này nó tăng khoảng khoảng gần gần gấp đôi ha, gần coi như chân nhân 1.5 lần đi so với trung bình ha, tại vì mình ghi chú này thì cái chữ nó hơi xấu xíu, các bạn thông cảm. Thì với cái đà quan sát như thế này, các bạn nhìn thấy là cái khối lượng, cái những cái cây xanh mà cái khối lượng lớn á, thực sự nó rất là nhiều, rất là dài đặc trên một cái con đường cái giá đang tăng như thế này ha. Mặc dù là có điều chỉnh qua lại rồi đó, những cái phiên này là các bạn lưu ý, nếu như mà ở những cái thời điểm này hầu hết là nó gãy theo thị trường chung ha. Thì cái chuyện mà gãy chung mà không phải bởi vì bản chất của cổ phiếu thì mình đỡ lo lắng hơn, chứ còn nếu như cả thị trường nó đang tăng ầm ầm
mà CTG bỗng dưng nó gãy thì cái này mới là vấn đề đáng lo ngại. Tuy nhiên thị trường nó điều chỉnh chung nó khá sâu, nó bị diễn biến của phái sinh hay nó bị những cái tin tức nào đó nó ảnh hưởng lan tỏa chung lên thị trường, thì về lý thuyết chúng ta biết rằng là khoảng 75% cổ phiếu là nó thay đổi, nó bị ảnh hưởng với nó thuận chiều so với cái chỉ số chung của thị trường. Còn thì những cái phiên này là chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta quan sát, chưa có gì chúng ta phải vội vàng hành xử. Và các bạn nhìn thấy rằng mặc dù là CTG nó retest đúng ngay cái dịp mà chốt phái sinh, nhưng mà là cái lượng bán ra nó không có nhiều ở đây. Và khi mà mình đọc đồ thị, khi mình đọc đồ thị của CTG, thực sự là trong vòng mấy kể từ thời điểm nó tạo đáy, từ cái lúc mà mình làm những clip cho các bạn ở cái đoạn mà mình nói rằng là nó đang tạo đáy, tạo về cái đáy khối lượng ha. Các bạn lưu ý cái này, mình nói là tạo đáy khối lượng ở tại thời điểm này và sau đó nó có bùng phát hai cây, thì thực sự là về cơ bản là mình rất là tin tưởng. Và ngay tại thời điểm này là mình đã tiến hành mình gia tăng cái lượng cổ phiếu của mình lên trên CTG. Thì đợt trước đó là mình nắm cái đó khoảng 150,000, sau đó là mình đã đẩy lên 184,000. Thì vừa rồi cái cây mạnh như thế này thì mình có bán bớt ra một ít thôi ha, bán một chút để mình giảm cái margin lại trong cái thời điểm cuối tuần. Và tình hình dịch bệnh nó cũng đang diễn biến khá phức tạp, cho nên mình để mình an toàn là mình hạ bớt một phần margin của mình thôi. Nhưng mà cái tỷ trọng của CTG hiện nay mình đang nắm giữ khá lớn ở đây, và mình đang rất là kỳ vọng vào cái đà tăng trưởng của CTG trong thời gian sắp tới. Thì các bạn biết rằng là vừa rồi thì có TCB ha, nó tăng cũng khá mạnh, VB Bank cũng tăng khá mạnh, CTG, HBG này nọ ha, nó tăng khá mạnh ở đây. Tuy nhiên thì mình đang lựa chọn là mình lựa chọn CTG và HBG, tại vì hai cái đơn vị này là gần như là hai đơn vị đầu ngành của trong lĩnh vực của nó. HBG thì một trường hợp riêng rồi, chúng ta không nói ha. Còn CTG, tại sao mình không chọn TCB, VB Bank, mình chọn CTG? Thì mình có lý do riêng, cái là tùy theo cái gu thôi ha. Thì CTG nó nằm trong Big Four, là ngân hàng nhà nước vẫn đang chiếm cái tỷ trọng lớn, cái lợi nhuận kết quả kinh doanh vừa rồi cực kỳ tốt, gần như là tốt nhất so với các cái ngân hàng trong cái nhóm Big Four. Còn TCB, VB Bank nó tăng trưởng, nó có những câu chuyện riêng. Đồ thị của TCB thực sự cũng khá là tốt, nhưng mà mình do mình đang giữ tỷ trọng lớn của CTG thì mình cũng không nhất thiết mình phải đổi qua. Cái chuyện mà bao quát toàn bộ thị trường thì nói chung là làm được thì tốt, nhưng mà thực sự rất là khó. Cho nên mình đang có lòng tin lớn vào CTG. Và cái diễn biến của cái cổ phiếu, cái đồ thị của CTG các bạn nhìn như thế này, khối lượng xanh lớn hơn khối lượng đỏ rất là nhiều, và nó đang nằm ở trên cái trend tăng giá, đồng thời nó có thêm những cái tin tức bổ trợ rất là tốt. Cái lợi nhuận về quý 1 cũng tốt, cái kế hoạch chia cổ tức trong thời gian sắp tới nó cũng cực kỳ tốt. Cho nên rõ ràng là với toàn bộ cái kỳ vọng đó thì mình tiếp tục mình hold, mình nắm giữ, mình mua bổ sung, gia tăng cái vị thế của CTG. Còn hiện nay với cái tầm giá này thực sự nó cũng chưa đúng so với cái kỳ vọng của mình. Mặc dù thì có nhiều báo cáo người ta nói là CTG sẽ lên hơn 50, có báo cáo người ta nói là CTG sẽ lên đâu đó tầm 60. Nói chung là nó lên đến mức nào thì chúng ta hay ở mức đó. Còn với mình thì hiện nay là với cái mức giá diễn biến của CTG này, thực sự nó vẫn còn đang rất hấp dẫn. Và cái kể cả cái tín hiệu kỹ thuật 2-3 phiên gần đây nó cho phép là chúng ta, đây là cái điểm mua gia tăng cực kỳ tốt của cái cổ phiếu CTG. Với cái kinh nghiệm mà đọc đồ thị, đọc diễn biến phân tích đồ thị của mình xưa giờ, cách đây khoảng hơn một năm nay, mình cũng theo dõi cổ phiếu CTG này khá lâu, thì mình thấy rằng là cái sức mạnh hiện nay, sức mạnh cái đà tăng giá, cái khả năng tăng giá của nó phải lên đến 80% so với cái chuyện mà nó đảo chiều, nó giảm giá. Còn trong trường hợp nó đảo chiều, nó giảm giá thì thực ra chỉ vướng hai tình huống thôi. Một là tình hình dịch bệnh, giả sử nó có cái gì phức tạp đi nữa thì có khả năng là nó sẽ bị điều chỉnh. Thứ hai nữa là cái chuyện mà căng mà riêng thì có khả năng là điều chỉnh chung. Và nếu như thêm một cái điều kiện phụ nữa thì đôi khi cái tình huống phát sinh nó cũng xảy ra những cái vấn đề nó trục trặc đối với cái cổ phiếu. Thì cái chuyện này là chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta quan sát, chưa có gì phải vội. PE của CTG hiện nay cũng đang tương đương với khoảng 11, thực sự nó vẫn còn hợp lý cho một ngân hàng có một cái quy mô và cái kết quả làm ăn vừa rồi nó cũng khá là tốt, khá là nổi bật trong nhóm Big Four và gần như là nổi bật nhất nhì trong cái ngành ngân hàng trong cái báo cáo cái kết quả kinh doanh quý 1 ha. Thì bằng cái kinh nghiệm mà phân tích đồ thị của mình thì mình nói với các bạn rằng là
Ở đây chúng ta quan tâm nhiều đến khối lượng và giá. Mình thì cái tiêu chí chính của mình là khối lượng và giá. Khối lượng tăng mạnh mà đi kèm với giá tăng mạnh, bứt ra khỏi những cái nền giá hoặc là những cái lúc retest lại sau một đà tăng giá. Hai ba phiên có khối lượng mạnh như vậy hoặc là một trong cái chuỗi thời gian ngắn hạn nó có những cái khối lượng vượt bật rồi như vậy thì chứng tỏ rằng nó đã có một cái sức hút gì đó, nó mạnh mẽ gì đó thì là nó mới tạo ra được cái động lực như vậy, thì chúng ta nên nên lưu tâm ha. Tiếp theo nữa là các bạn quan sát, thường quan sát trong phiên những cái lệnh mua lớn như thế này. Nói chung là các bạn nếu mà quan sát kỹ trong cái phiên vừa rồi, có những lệnh người ta mua vào mua mua một cục là khoảng hơn 300.000 cổ phiếu là chuyện bình thường ha. Những cái lệnh đó mình chứng tỏ rằng nhà đầu tư tổ chức người ta đã bước vào cái trong cái việc thu gom cái cổ phiếu STG này rồi, và chúng ta hoàn toàn có kỳ vọng trong cái chuyện này. Thì đây là cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ, có thể là mình sẽ post cái clip này với một cái title là đầu tư cổ phiếu cơ bản và cái kỹ năng đọc đồ thị, nhưng mà thực sự nó cũng chưa trọn vẹn lắm. Nhưng mà mình thì mình đọc cũng khá nhiều tài liệu kỹ thuật, mình cũng tham khảo báo chí, tham khảo là internet, tham khảo sách vở này nọ cũng khá nhiều. Nhưng mà cái cuối cùng động lại cho mình trong cái việc mà phân tích kỹ thuật, trong cái việc đọc diễn biến giá, đọc diễn biến đồ thị thì nó chỉ có tập trung mấy cái chuyện thôi: khối lượng và giá, cung cầu, có nghĩa là mua chủ động bán chủ động, nước ngoài mua nhiều hay nước ngoài bán nhiều, và tự doanh người ta mua hay bán ha. Nói chung là những cái mình tổng hợp những cái yếu tố đó để mình đưa ra một cái quyết định về cái xu hướng của cổ phiếu. Tất nhiên thì nó còn thêm một vài cái thứ nữa, ví dụ như mẫu hình đang xu hướng tăng giá hay đang xu hướng giảm giá hay là cốc tay cầm này nọ, nhưng mà mình thì mình với những cái cổ phiếu mà tốt á, thì mình sẽ có những cái quan điểm riêng. Những cổ phiếu mình mua T cộng trong vòng một tuần thì mình sẽ có những quan điểm riêng, tại vì thời điểm đó nó chưa hình thành được cái mẫu hình ha. Nhưng mà là có những cái cổ phiếu mình đang trend như thế này và có những cái động lực mạnh mẽ ủng hộ cho cái xu hướng tăng giá bằng lý thuyết thôi, thì mình hoàn toàn mình có thể quan tâm để mình nhận định vào trong cái chuyện này. Thì tóm lại là mình nhắc các bạn mới lần đầu tham gia vào thị trường chứng khoán, các bạn không nên mua lung tung. Có mua thì phải chọn những cái con cổ phiếu tốt nhất trên sàn mà mua, là một, nó vừa là cổ phiếu tốt nhất trên sàn, vừa có tin tức tốt nhất trên sàn và vừa có kết quả lợi nhuận gần nhất tốt nhất trên sàn, đồng thời nó đang xu hướng tăng giá. Và rồi chúng ta sẽ xem những cái dấu hiệu về giá khối lượng, nếu nó còn nổi bật trong cái đám mà giả sử bán chọn được 10 con tốt nhất như vậy đi, thì chỉ cần chọn 3 con có cái tín hiệu mạnh mẽ nhất trong 10 con đó chúng ta mua, thì chúng ta có một cái cơ hội kỳ vọng tốt hơn. Cái mình nghĩ rằng là kết quả nó sẽ tốt hơn. Tạm thời thì mình kết thúc cái clip này ở đây, thời gian cũng khuya rồi. Ngày mai mình sẽ post cái clip này lên và mình sẽ share cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái clip của mình.